Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ dùng cái máy CNC khổ 16 x 10 để phay mạch. Thì các bạn xem qua. Đó. Mạch sau rồi. Các bạn sẽ sử dụng phần mềm đây, thì nếu mà các bạn muốn chi tiết thì comment ở phía dưới nhé. Thôi, chạy đi anh. Vì cái máy mình đặt trên bàn nên nó kêu hơi to tí.
Đúng không? Không, có tôi thấy nó mới đúng. Vậy thì sau đây mình sẽ tiến hành đục. Đục 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 đục. Vì ở đây mình sử dụng cái đế bằng nhôm là sẽ không cho đục thủng mà chỉ đục tầm 80% thôi. Nó là khoan thì đúng hơn đục. Rồi, thì vừa rồi mình đã đục mũi 1, bây giờ sẽ thay bằng mũi 8. À, 0.8. Muốn nó đẹp hơn thì mua cái đầu cốt lát đấy. Đầu chụp cái gì? Đầu cốt lát mới về này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.